Dạ vâng, thì xin kính chào các quý đồng nghiệp đang theo dõi chương trình. Để tiếp nối bài trình bày của tiến sĩ Tuấn Anh, thì bác sĩ Yến xin trình bày bài báo cáo là vai trò của xét nghiệm BRCA trong ung thư vú giai đoạn sớm và các cái ứng dụng thực tế trên lâm sàng của xét nghiệm này. Thế thì với tất cả các quý đồng nghiệp mà đã làm trong chuyên ngành ung thư, đặc biệt là ung thư vú, thì chúng ta cũng đã biết rằng là với các trường hợp bệnh nhân được chẩn đoán ung thư vú thì chúng ta sẽ làm một loạt các cái xét nghiệm để đánh giá cái giai đoạn bệnh của ung thư vú, đồng thời là tiến sâu hơn nữa thì chúng ta sẽ làm những cái xét nghiệm về sinh học phân tử để xem được bản chất của khối ung thư vú là như thế nào. Sau đó thì chúng ta sẽ đưa ra những cái phác đồ điều trị dựa trên những cá thể cụ thể để làm sao có thể tối ưu hóa cái hiệu quả điều trị của mỗi một bệnh nhân. Với một bệnh nhân ung thư vú thì chúng ta sẽ xét nghiệm những xét nghiệm rất là thường quy và gần như là ở bệnh viện nào chuyên khoa về ung bướu thì chúng ta cũng có thể tiến hành làm được. Đó là các xét nghiệm như là ERPA, xét nghiệm HER2 hoặc là các xét nghiệm Ki-67. Ngoài ra, trong những thời điểm gần đây thì với những cái bệnh nhân ung thư vú đã có những cái bước tiến dài hơn trong các phương pháp chẩn đoán ung thư vú, đó là những cái xét nghiệm về BRCA1 và BRCA2. Vậy thì những cái xét nghiệm này nó có vai trò gì trong quá trình điều trị ung thư vú và cái vai trò gì trong tiên lượng đối với các bệnh nhân ung thư vú? Thì đối với các bệnh nhân ung thư vú mà có mang trong mình cái xét nghiệm BRCA, đặc biệt là trong ung thư vú, thì bác sĩ Yến cũng xin nhấn mạnh đó là chúng ta sẽ quan tâm tới các xét nghiệm BRCA ở dòng mầm. Tức là bản chất của nó là những cái đột biến gen được lưu truyền từ các cái thế hệ bố và thế hệ mẹ sang các thế hệ sau, chứ chúng ta sẽ không nói tới những cái xét nghiệm BRCA dòng somatic. Thế thì chúng ta cũng biết rằng là với các bệnh nhân ung thư vú thì chỉ có một cái khoảng nó cũng nhỏ thôi, rơi vào khoảng tầm 10% các bệnh nhân ung thư vú mà có tình trạng thụ thể nội tiết dương tính hoặc là kết hợp với yếu tố HER âm tính thì có cái tình trạng đột biến gen BRCA. Còn với những nhóm bệnh nhân ung thư vú mà có yếu tố nguy cơ cao hơn là cái nhóm triple negative đó, thì cái nhóm đó thì có một cái tỷ lệ đột biến gen BRCA cao hơn một chút, nó rơi vào khoảng 10-20%. Và chúng ta thấy rằng là đối với bệnh nhân ung thư của chúng ta sẽ nằm trong cái nhóm khu vực là dân số châu Á. Do vậy mà chúng ta thấy rằng là so với lại các quần thể dân số của châu Âu hoặc là các cái vùng khác thì chúng ta thấy rằng là dân số bệnh nhân ung thư vú của chúng ta sẽ có một cái tỷ lệ đột biến gen BRCA cao hơn một chút, nó nhỉnh hơn một chút, nó dao động trong khoảng 13.5%. Và chúng ta đã biết rằng là đối với trong các bệnh nhân được chẩn đoán là ung thư vú thì bản thân cũng sẽ được chia ra làm nhiều nhóm, như là nhóm có tình trạng thụ thể nội tiết dương tính hoặc là nhóm triple negative hoặc là cái nhóm là HER3+. Thì các cái nghiên cứu cũng chỉ ra rằng là cái tỷ lệ đột biến gen BRCA nó cũng sẽ thay đổi tùy theo cái phân nhóm sinh học phân tử của mỗi một nhóm ung thư vú. Và trong cái nhóm này, trong các cái nhóm này thì thấy rằng là cái nhóm triple negative thì có một cái tỷ lệ đột biến gen BRCA là cao hơn hẳn so với cái nhóm khác. Và các nghiên cứu thì cũng chỉ ra rằng là nếu trong trường hợp bệnh nhân mà mang cái gen đột biến gen BRCA1 hoặc là đột biến gen BRCA2 thì cái nguy cơ phát triển ung thư trong cả cái cuộc đời người ta sẽ cao hơn là cái quần thể chung. Và trong một cái thống kê thì các tác giả cũng nhận thấy rằng là nếu bệnh nhân mang cái gen đột biến gen BRCA không có nghĩa là các bệnh nhân này sẽ hình thành lên ung thư. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân mang gen BRCA1 hoặc gen BRCA2 thì cái nguy cơ mà hình thành cái bệnh ung thư nó sẽ cao hơn so với quần thể những bệnh nhân mà không mang cái gen BRCA này. Và cụ thể là nếu mà trong trường hợp mà các bệnh nhân ung thư vú được chẩn đoán là mang cái gen BRCA1 thì cái nguy cơ mà hình thành nên ung thư vú trong cả cuộc đời đó là sẽ rơi vào khoảng tầm 65%, cũng tương đối là cao ạ.
Còn nếu mà trong trường hợp mà cũng tương tự như vậy mà các bệnh nhân mà mang gen BRCA thì cái nguy cơ hình thành ung thư buồng trứng đối với ung thư BRCA 1 là 39%, còn BRCA 2 thì nó sẽ cũng xuống thấp hơn là 11%. Còn đối với ung thư tụy thì nó cũng sẽ có một cái tỷ lệ dao động trong khoảng tầm dưới 10% trong suốt cả cuộc đời. Ngoài ra đối với nam giới thì chúng ta thấy rằng là các bệnh nhân nếu có mang đột biến gen BRCA thì cũng có những cái nguy cơ hình thành ung thư tiền liệt tuyến trong dao động trong khoảng tầm 10-20%. Và các cái nghiên cứu đều cho thấy rằng là nếu một bệnh nhân được chẩn đoán là ung thư vú thì các nghiên cứu tổng thể thì cho thấy rằng là với một cái dân số chung thì thấy rằng là ở cái lứa tuổi chẩn đoán ung thư vú sẽ là già hơn. Tuy nhiên nếu mà bệnh nhân có mang cái gen đột biến gen BRCA dòng mầm thì cái tuổi chẩn đoán ung thư vú nó sẽ trẻ hơn rõ ràng, và cái độ mô học ở cái nhóm này thì nó cũng sẽ cao hơn so với cái quần thể chung. Và nếu mà trong trường hợp các bệnh nhân mà có gen BRCA thì cái nguy cơ mà xuất hiện cái ung thư vú cùng bên hoặc là ung thư vú đối bên cũng sẽ cao hơn so với quần thể chung, và có những tổn thương di căn ở những cái vị trí trọng yếu, ví dụ như di căn hệ thống thần kinh trung ương cũng sẽ cao hơn so với quần thể chung. Vậy thì chúng ta thấy rằng là cái nguy cơ mà các cá thể có mang những cái gen đột biến gen BRCA này nó sẽ hình thành xuất hiện tăng dần theo thời gian. Vậy thì chúng ta sẽ có những cái biện pháp gì để có thể sàng lọc phát hiện sớm các cái cá thể mang cái gen đột biến gen BRCA dòng mầm? Thì các cái khuyến cáo thì đều đưa ra rằng là chúng ta nên làm những cái xét nghiệm rất là đơn giản thôi, đó là làm xét nghiệm lấy mẫu máu để chúng ta sẽ xét nghiệm rằng là các cái thể đó có thể là đã mang các cái gen đột biến gen BRCA hay chưa. Nếu trong trường hợp mẫu mô đối với mẫu mô của ung thư vú của các cái tổn thương vú đấy thì chúng ta cũng có thể là xét nghiệm để phát hiện ra là rằng bệnh nhân có mang cái gen đột biến gen BRCA hay không. Tuy nhiên một cái nhược điểm của xét nghiệm mẫu mô đó là chúng ta chỉ xác định được là đột biến mắc phải thôi, còn để mà xác định được rằng là bệnh nhân có đột biến dòng mầm thì bắt buộc là chúng ta phải xét nghiệm BRCA mẫu máu để phát hiện ra cái tình trạng đột biến mắc phải này. Vậy thì cái khuyến cáo rằng là chúng ta sẽ làm xét nghiệm thời điểm mà chúng ta làm xét nghiệm BRCA là tại thời điểm nào? Thì hiện tại trong các cái đồng thuận thì đồng thuận của ABC5 thì đều đưa ra rằng là với các bệnh nhân ung thư vú ở cái giai đoạn rất là sớm, sau khi mà bệnh nhân được chẩn đoán là ung thư vú thì sẽ được tư vấn di truyền và sẽ được làm các cái xét nghiệm về gen BRCA để làm gì? Để đưa ra những cái lời khuyên về tư vấn di truyền, đồng thời là tiếp theo là đưa ra các cái lựa chọn điều trị, các cái phương án điều trị tiếp theo. Vậy thì chúng ta thấy rằng là xét nghiệm mà BRCA đã đem lại những đã có những cái ảnh hưởng rất là không tích cực trên các bệnh nhân ung thư vú. Vậy thì hiện tại thì có các cái phương án điều trị gì đem lại những cái kết quả khả quan cho các cái nhóm đối tượng bệnh nhân này? Thì trong một cái nghiên cứu được báo cáo gần đây, đó là nghiên cứu Olympia, được tiến hành trên những cái nhóm bệnh nhân ung thư vú ở một cái giai đoạn rất là sớm, và tất cả các cái nhóm bệnh nhân này thì đều có cái tình trạng đột biến gen BRCA dòng mầm, và các cái nhóm bệnh nhân này thì hoặc là đường có cái tình trạng tất cả các bệnh nhân này thì đều có một cái yếu tố là yếu tố phát triển biểu mô âm tính, và các bệnh nhân này thì có thể là có cái tình trạng thụ thể đối tiết dương tính hoặc là cái nhóm triple negative. Nếu trong trường hợp bệnh nhân mà được điều trị hóa trị tân bổ trợ thì các bệnh nhân này nếu ở cái nhóm triple negative đấy thì các bệnh nhân này phải đạt được cái đáp không đạt được cái đáp ứng hoàn toàn sau điều trị hóa chất tân bổ trợ. Nếu mà trong cái nhóm có cái tình trạng thụ thể đối tiết dương tính và hơ âm tính thì ngoài cái vấn đề là các bệnh nhân không đạt được cái đáp ứng hoàn toàn trên mô bệnh học sau khi điều trị hóa trị thì các bệnh nhân này phải có một cái yếu tố là CPS EG điểm, các điểm này là trên hoặc bằng 3 điểm. Còn với cái nhóm bệnh nhân mà được chỉ định điều trị phẫu thuật ngay từ đầu thì những cái nhóm này phải có những cái yếu tố nguy cơ cao, ví dụ như cái nhóm triple negative thì phải đảm bảo rằng là có một cái tình trạng di căn hạch lớn hơn hoặc là bằng
tối thiểu là phải có một cái di căn, tình trạng di căn hạch tối thiểu là một hạch trở lên. Hoặc là với cái nhóm mà có thụ thể nội tiết dương tính là cái nhóm có yếu tố tiết lượng rất là tốt, thì các cái nhóm này là bệnh nhân phải đảm bảo rằng là có một cái tình trạng di căn hạch phải, từ N2 tức là lớn hơn hoặc là bằng 4 hạch di căn trở lên. Và các cái nhóm bệnh nhân này thì được chia làm hai cái nhánh, đó là nhánh sử dụng ức chế PAP sau khi hoàn thành cái liệu pháp điều trị phẫu thuật hóa chất tia xạ, hoặc là cái nhóm mà sử dụng điều trị giả dược, và các bệnh nhân sẽ được tiến hành điều trị trong vòng 1 năm. Với các đặc điểm về bệnh nhân trước khi điều trị thì chúng ta thấy rằng là lên đến khoảng tầm hơn 70% các bệnh nhân có đột biến gen BRCA1 và khoảng gần 30% các bệnh nhân có đột biến gen BRCA2 và có khoảng rơi vào khoảng tầm 0,2 tới 0,5 các trường hợp bệnh nhân có cả hai đột biến gen BRCA1 và BRCA2. Và trong cái nhóm bệnh nhân nghiên cứu này thì chúng ta thấy rằng là các bệnh nhân này có thể được điều trị bổ trợ hoặc tân bổ trợ với một cái tỷ lệ tương đương nhau là khoảng 50% ở mỗi nhóm. Và các phác đồ sử dụng trong điều trị bổ trợ hoặc tân bổ trợ thì trên nền tảng là taxan và anthracycline là chủ yếu. Ngoài ra có một số các cái bệnh nhân thì không được sử dụng các cái nhóm anthracycline hoặc taxan mà sử dụng nhóm platinum, chiếm tỷ lệ cũng tương đối là nhiều, khoảng rơi vào khoảng tầm 30%. Trong quần thể bệnh nhân này thì chúng ta thấy rằng là cái nhóm triple negative thì chiếm một tỷ lệ tương đối là cao, lên đến tầm khoảng tầm 80%, còn cái nhóm bệnh nhân mà có tình trạng thụ thể nội tiết dương tính và HER2 tính thì dao động trong khoảng tầm 20%. Và trong cái nhóm bệnh nhân mà có tình trạng thụ thể nội tiết dương tính và HER2 tính thì với cái nhóm bệnh nhân mà được điều trị mổ trước thì các bệnh nhân này phải đảm bảo một cái yếu tố là cái điểm CPS EZ phải lớn hơn hoặc là bằng 3 điểm. Cái số điểm này thì được dựa trên những cái đặc điểm về giai đoạn lâm sàng hoặc là giai đoạn mô bệnh học và các cái marker của khối u, ví dụ như IA hoặc là cái mức độ nhân chia phải đạt được ở trên 3. Thì nếu mà chúng ta tính điểm trên bệnh nhân, sau đó chúng ta cộng dồn lại, nếu mà trong trường hợp bệnh nhân phải đảm bảo yếu tố là trên 3 điểm thì mới được vào tham gia thử nghiệm Olympia. Và trong phân tích tại thời điểm 3 năm rưỡi thì các tác giả nhận thấy rằng là về thời gian sống thêm toàn bộ thì ở cái nhóm mà được nhận điều trị ức chế PAP là olaparib có cái sự cải thiện thời gian sống thêm toàn bộ. Điều này được khẳng định tại thời điểm 1 năm, 2 năm, 3 năm và 4 năm, với cái sự chênh lệch khác biệt tại thời điểm 4 năm là ở hai nhóm là 3.4%. Khi phân tích dưới nhóm về thời gian sống thêm toàn bộ của hai nhóm này thì các tác giả nhận thấy rằng là cho dù bệnh nhân được điều trị hóa trị bổ trợ hoặc tân bổ trợ thì đều đạt được ở cái lợi ích ở cái nhóm điều trị ức chế PAP. Với cái nhóm bệnh nhân mà được điều trị có cái đặc điểm sinh học phân tử là cái nhóm triple negative thì sẽ được nhận lợi ích từ liệu pháp ức chế PAP nhiều hơn hẳn so với cái nhóm mà có tình trạng thụ thể nội tiết dương tính và HER2 tính, và cái tình trạng đột biến gen BRCA thì nó không ảnh hưởng tới cái kết quả điều trị của cái nhóm này. Khi phân tích về các kết quả về IDFS hoặc là DDFS thì các tác giả nhận thấy rằng là việc sử dụng các thuốc ức chế PAP thì nó giúp cải thiện cái kết quả điều trị hàng định theo thời gian tại thời điểm 1 năm, 2 năm, 3 năm và 4 năm. Vậy thì cái hiệu quả điều trị thì chúng ta cũng đã thấy rất là rõ ràng rồi, nhưng bên cạnh đấy thì chúng ta cũng rất là quan tâm tới những cái độc tính trong suốt quá trình điều trị. Vậy thì nếu mà bệnh nhân sử dụng các cái thuốc ức chế PAP thì chúng ta quan tâm tới những cái độc tính gì? Thì chúng ta thấy rằng là về tất cả những cái tác dụng phụ thì chúng ta thấy rằng là ở cái nhóm sử dụng ức chế PAP thì có xu hướng nhỉnh hơn so với lại cái nhóm mà chúng ta chỉ sử dụng thuốc giả dược đơn thuần. Nhưng mà cái độc tính nghiêm trọng thì chúng ta thấy rằng là so sánh ở hai cái nhóm thì nó dao động trong khoảng 8.7 hoặc là 8.6%. Nó cái sự khác biệt này nó không có nhiều. Và cái đặc biệt là cái độc tính độ 3 hoặc độ 4 thì chúng ta thấy rằng là ở cái nhóm ức chế PAP nó dao động trong khoảng tầm 24.5% so với cái nhóm mà sử dụng giả dược là chỉ có khoảng 11.3% thôi. Vậy thì cái điều chỉnh liều, nếu mà trong trường những tác dụng phụ như vậy thì cái điều chỉnh liều trong quá trình điều trị thì nó
có cái sự điều chỉnh liều hay không. Thì trong nghiên cứu Olympia này thì các tác giả nhận thấy rằng là nó cũng có sự giảm liều trong quá trình điều trị. Cụ thể là trong cái nhóm sử dụng ức chế PAP thì cái sự giảm liều đó được ghi nhận là 25% so với cái nhóm sử dụng giả dược là chỉ có 5.2%. Và những cái độc tính nghiêm trọng mà dẫn tới cái việc giảm liều đó là cái nhóm mà sử dụng ức chế PAP là 10.8% so với cái nhóm mà sử dụng giả dược chỉ có dao động trong khoảng 5% thôi. Do những cái hiệu quả được ghi nhận trong cái thử nghiệm Olympia mà ngày 11 tháng 3 năm 2022, FDA thì chính thức là đưa cái chỉ định thuốc ức chế PAP được chỉ định trong điều trị bổ trợ cho những cái bệnh nhân ung thư vú mà có đột biến dòng mầm và có yếu tố HER âm tính, với những trường hợp bệnh nhân ung thư vú được điều trị bổ trợ mà có yếu tố nguy cơ cao. Thì đây cũng là một trong những cái tín hiệu, cũng là một cái cơ hội cho những cái bệnh nhân ung thư vú có những yếu tố nguy cơ cao có thêm cái cơ hội, có thêm cái lựa chọn để điều trị cho mình. Vậy thì những đối tượng nào sẽ được hưởng lợi ích từ cái việc lựa chọn điều trị bổ trợ của thuốc ức chế PAP? Thì với những trường hợp bệnh nhân ung thư vú ở cái nhóm triple negative thì nếu trong trường hợp điều trị hóa trị bổ trợ thì sẽ có cái tình trạng di căn hạch từ 1 hạch trở lên. Còn trong cái trường hợp bệnh nhân được điều trị hóa trị tân bổ trợ thì những cái bệnh nhân này phải đảm bảo là sẽ còn cái tổ chức ung thư trên bệnh phẩm sau mổ. Còn với cái nhóm mà có tiên lượng tốt hơn là tình trạng tụ thể nội tiết âm tính hoặc vài yếu tố phát triển biểu mô âm tính, tụ thể nội tiết dương tính và yếu tố phát triển biểu mô âm tính, thì những cái đối tượng mà được điều trị hóa trị bổ trợ thì phải đảm bảo là có một cái yếu tố nguy cơ cao hơn nữa, đó là cái tình trạng di căn hạch trên 4 hạch, hoặc là với cái nhóm mà được điều trị hóa trị tân bổ trợ thì phải không đạt được cái đáp ứng mô bệnh học hoàn toàn trên bệnh phẩm mổ, hoặc là cái điểm CPS EZ phải lớn hơn hoặc là 3 điểm. Vậy thì chúng ta thấy rằng là cái liệu pháp điều trị ung thư vú cũng như ung thư khác nói chung thì hiện tại đã có rất là nhiều các cái thay đổi, với bệnh nhân vẫn là trung tâm của quá trình điều trị, và cái sự phối hợp đó là đa mô thức. Đó không chỉ là nhà phẫu thuật, nhà xạ trị, nhà điều trị nội khoa, nhà dược lâm sàng mà còn có cả cái vai trò của nhà tư vấn di truyền học để đảm bảo làm sao cho chất lượng điều trị có thể tốt nhất. Tôi xin dừng bài trình bày của tôi tại đây ạ.